chọn cái kiểu, nó có nhiều kiểu nè, chọn kiểu vô giữ nó cộng này, thấy không? À. Đó. Rồi mình thay đổi mấy cái thông tin này nữa, kiểu như thế Rồi, này. rồi mà sao nó ở đây nó được hai ba màu ở đây Thì tô nữa. màu nó dùng Blending Option tô màu nó lướt phải vô cái chỗ này, chọn Blending Option Chỗ nào? À chỗ đó. À chỗ đó. rồi chọn màu chuyển sắc, màu chuyển sắc là chỗ này nè, nó có màu này đây, chọn vô nè này, mình kiếm màu vô đây hoặc là mình tự chỉnh cho mình rồi đó, đó. Nè thay đổi này À vậy chỗ đó. nha. Rồi mình muốn chọn màu gì đó thì mình chọn vô đây hoặc là mình tự thay đổi nha. Có nghĩa là mấy cái này mình làm như hôm trước mình làm vậy đó, là cái màu này mình đổi được này đúng không, thêm màu vô này nó ra màu khác, kéo ra chạy nè khác nè, thấy không? Làm mấy cái này